Anh Thái sẽ có đôi lời phát biểu và giới thiệu thành phần của gia đình. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa các ông bà, các anh chị, mình đại diện bên nhà trai. Tôi tự giới thiệu, tôi là bác Phúc Văn, là bác của cháu Kim Dung. Lần đầu tiên tôi đại diện gia đình, nhà gái và cụ bà Cao Lan xin nhiệt liệt chào đón các ông, các bà, các bác, các anh, các chị, nhà trai để đến gia đình chúng tôi. Tôi rất thân hạnh được xin mời các ông, các bà, các anh, các chị uống nước xây dầu và chúc hạnh phúc cho các cháu. Các buổi lễ hôm nay tôi xin giới thiệu có bà nội cháu Dung, năm nay là 98 tuổi. Trai là ông bà Nho Lan, là cha mẹ đẻ của cháu Dung Kim Dung. Thứ ba là ông bà Phúc Văn, là bác của cháu Kim Dung. Thứ tư là cậu mợ Hiệp Trang, là cậu ruột của cháu Kim Dung. Cùng toàn thể các ông, các bà, anh, cô, chị, chú, bác, nội ngoại của cháu Kim Dung. Và hiện diện có ông bà Thông Ga với ông bà Cao Lan cũng có mặt trong buổi hôm nay. Một lần nữa, tôi thay mặt gia đình xin kính chúc sức khỏe ông, các bà, các anh, các chị bên nhà trai có sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và bình an. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và cảm ơn ông, các bà của nhà trai. Và tôi cũng giới thiệu, tôi đại diện nhà gái và trưởng đoàn nhà gái là cậu Hiệp, là cháu ruột của cháu Dung, là trưởng đoàn nhà gái. Và tôi chỉ đại diện gia đình và xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn bác. Và tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu một kính mời bác trưởng đoàn đại diện cho bọn nhà trai. Kính thưa các ông, các bà, các bác, các cô, các dì, các chú và tất cả các bạn của hai cháu Tuấn Anh và cháu Kim Dung. Hai cháu Kim Dung và Tuấn Anh sau thời gian tìm hiểu đã đi đến thống nhất là xin gia đình. Được sự đồng thuận của hai gia đình, hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi có cái lễ nên để xin các cụ, các ông, các bà bên nhà gái cho cháu Kim Dung về làm dâu con của ông Trung và Tú. Còn đại diện về phía gia đình thì tôi xin trân trọng giới thiệu có đầy đủ tất cả các bác, các chú, các cô, các dì bên nội bên ngoại của cháu Quân Anh đều có mặt. Và cũng xin cảm ơn gia đình nhà gái rất là trịnh trọng đón tiếp gia đình nhà trai. Và tôi đề nghị là thủ tục của việc lễ hỏi là mời đại diện của gia đình nhà gái và ông bà Trung Tú để cho lễ. Xin cảm ơn. Xin chân trọng cảm ơn những người phát biểu của ông chủ đề xin chân trọng. Các cụ, các ông, các bà, kính thưa các anh chị cũng như là bạn bè của hai cháu Quân và Dung. Tôi xin được giới thiệu, tôi là cậu ruột của cháu Dung, là em gái của em trai của chị Lan. Thực sự hôm nay gia đình chúng tôi cũng rất là xúc động. Tôi cũng được giao một cái nhiệm vụ mà tôi thấy là đây là lần đầu tiên đối với tôi, và tôi cũng có nghĩ là tôi sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ của ông anh và chị nào cho nó xuất sắc. Một lần nữa thay mặt gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn gia đình nhà trai đã có mặt trong cái buổi lễ ăn hỏi của hai cháu ngày hôm nay. Chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí và đồng ý với tất cả những cái ý kiến của nhà trai vừa mới phát biểu. Một lần nữa tôi xin kính chúc sức khỏe của đại diện của nhà trai cũng như toàn thể
các anh chị có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay được sức khỏe và mọi điều tốt đẹp. Và tiếp theo là xin mời các cái nghi lễ của trong cái buổi lễ ăn hỏi, xin mời MC. Xin chân trọng cảm ơn hai bác và xin mời các trưởng đoàn hãy cùng bước lên để thực hiện nghi lễ trao và nhận tất trang đại lễ trong ngày lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và xin mời ban tổ chức hãy giúp cho gia đình sắp xếp các trang lễ theo sự vừa đến nay. Dù là phong tục Bắc, Trung, Nam thì trong ngày đại lễ ăn hỏi không thể thiếu chát chầu cau trong mâm quả cưới. Chầu cau hòa quyện cùng với vôi sẽ tạo ra màu đỏ hồng tượng trưng cho sự sắc son bền chặt của cuộc sống hôn nhân. Cái trụ ở phía trong đấy là bằng cái trụ để trong hai cảnh đặt lễ lên đấy ạ. Hai cảnh đặt lễ lên cái trụ đấy cho người để tay vào thôi ạ. Trụ đằng sau chú á. Tiếp theo là chắp rượu và thuốc. Kính thưa quý vị, chắp rượu và thuốc không thể thiếu trong mọi nghi thức truyền thống, là sự tượng trưng cho lời xin phép của con cháu đối với ông bà. Rồi hai mẹ xe lễ đây ạ, hai mẹ xe lễ đây cho trẻ để đám cưới được diễn ra hạnh phúc nhất. Rồi nhìn mẹ ảnh đứa cháu nhé, nhìn mẹ ảnh nhé. Còn góp phương vị cho hai bác trưởng đoàn đứng sát vào đi ạ. Trong cuộc sống hôn nhân. Đây chú ấy đứng sát vào đi ạ. Sau này, xin trân trọng cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, tiếp theo là chát hoa quả. Trái cây trong lượng quả cưới chính là quả thật của thiên nhiên, ngụ ý mong cho tình yêu cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ luôn ngọt ngào, tươi mới suốt một cuộc. Và xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay lớn hơn nữa để dành tặng cho đại gia đình của chúng ta. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Và bánh cúng. Đây là chắp bánh được sử dụng phổ biến trong ngày đại lễ ăn hỏi hay còn gọi là lễ đính hôn. Chắp bánh phu thê mang ý nghĩa về tình nghĩa vợ chồng, thể hiện mong ước luôn luôn mặn nồng hòa quyện vào nhau. Bánh được xếp theo cặp tượng trưng cho âm dương, bên trong được bọc bằng giấy đỏ mong cho tình yêu của đôi bạn trẻ suốt đời son sắt. Là đến chắp hạt sen, hương vị ngọt ngào thanh tao của nhẹ nhàng của nước hạt sen tượng trưng cho tình cảm đôi lứa. Hơn nữa nhìn những viên hạt sen sáng bóng như những viên ngọc tượng trưng cho vẻ đẹp nhẹ nhàng đài khát của cô dâu. Buổi sáng hôm nay tôi sẽ đi cùng một chỗ thôi đến đây tham dự và chúc vui trong ngày đại lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Xin hiện diện của quý vị là món quà mua sắm đối với gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin trân trọng. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì nhà sĩ của chúng ta đã làm lễ tất đến từ thương kính đến sắp tiền gần với tổ đường. Và ngay sau đây thì xin được trân trọng kính mời hai bên gia đình và cùng đôi bạn trẻ chúng ta sẽ cùng trở lại phòng khách để trao đổi và thống nhất các thủ tục. Kim Dung và Quân Anh diễn ra rất tốt đẹp và gia đình chúng tôi xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của gia đình nhà gái và rất mong hôm tới để tổ chức thành hôn cho hai cháu tại Hà Nội thì mong được các cụ các ông bà ở trên này hết sức quan tâm và đưa cháu về nhà chồng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các cụ các ông các bà các bác. Xin được trân trọng cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các trưởng đoàn nhà trai, các bạn của hai cháu Quân và Dung đến thời điểm này cái chương trình lấy về ăn hỏi của hai cháu đã diễn ra rất là tốt đẹp. Tôi thay mặt nhà gái một lần nữa trân trọng cảm ơn toàn thể gia đình đã có mặt trong buổi lễ ăn hỏi của hai cháu ngày hôm nay. Tiếp theo thì tôi thay mặt tình nhà gái
trân trọng kính mời gia đình nhà trai chúng ta cùng tham dự một bữa tiệc cùng với cả gia đình nhà gái. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và kính chúc cho toàn thể hội hôn cũng như là các quý vị có buổi có mặt tuổi hôm nay được sức khỏe, gia đình hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp. Tôi xin trân trọng cảm ơn.